Tại kỳ họp thứ 13, khóa 10, sáng ngày 6 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là 3.686,56 tỷ đồng, trong đó 2.545,89 tỷ đồng vốn trong nước và 1.140,67 tỷ đồng vốn nước ngoài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án như dự án xây dựng nút giao An Phú 500 tỷ đồng, dự án thành phần 1 thuộc dự án đường Vành Đai 3 số vốn 500 tỷ đồng, xây dựng mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh 45,89 tỷ đồng, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên 1.500 tỷ đồng. Tổng số ngân sách địa phương của thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo dự kiến hơn 75.577,216 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 74.282,709 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 1.227,941 tỷ đồng. Bố trí vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án BBB và dự án phục vụ dự án BBB là 6.814,845 tỷ đồng. Bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố là 58.431,684 tỷ đồng. Đồng thời, phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công của các huyện và thành phố Thủ Đức từ nguồn vốn ngân sách thành phố là 1.294,507 tỷ đồng.